Thưa cô bác anh chị, những hoàn cảnh mà màn trời chiếu đất ở Sài Gòn như vậy thì không phải là hiếm. Đây là hình ảnh một người đàn ông, trên người chỉ có một chiếc quần xà lòn, một cái đôi dép không đáng tiền và một chiếc xe. Trên cái chiếc xe này thì có một vài cái tấm bạt, một ít đồ ve chai, một cái ống bơ. Thông thường thì những người nghèo và khó khăn này thì sẽ sống bằng tình thương của xã hội. Người ta sẽ đi lượm nhặt những các cái rác thải hoặc là đi xin cơm từ thiện ở những nơi mà có phát cơm. Và cuộc sống của họ thì rất là bấp bênh, màn trời chiếu đất. Cảnh màn trời chiếu đất. Nằm cạnh ngay thùng rác luôn. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trong một video tiếp theo của Tuấn Dương, chia sẻ những hình ảnh về các buổi phát cơm để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ở Sài Gòn. Ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở bếp cơm của cô Kim, nhóm từ thiện Pháp Hoa. Ngày hôm nay thì với sự tài trợ của các mạnh thường quân của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay thì bếp cơm sẽ làm những các cái suất ăn này để chia sẻ khó khăn với bà con ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, quận 5, ngày xưa là bệnh viện Lao Hồng Bàng. Đây các cô đang xếp cơm lên rồi lát xíu bỏ vào từng những các cái rổ. Sau đó thì đến giờ thì chờ xe ba gác tới để chở đi. Ngày xưa thì nhóm có một cái xe tải, tuy nhiên thì chiếc xe này đã hết cái niên hạn sử dụng nên bây giờ phải thuê xe ba gác. Và nhóm thì cũng đang vận động các mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ để có thêm, để có một cái chiếc xe mới. Đa số người phụ giúp ở bếp cơm của cô là những Phật tử. Đây thì mình thấy đây một cô làm xong đang cầm cái chiếc áo này, vẫn còn đội nón. Lộc là 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 người các bạn ơi. Tính cả cô chú chú Trúc và cô Kim là 17 người. Đây các cô đang xếp cơm lên trên này để lấy cái bội để đựng. Lấy cái rổ cho người ta để đựng. Ngày hôm nay Tuấn Dương sẽ gửi cô Kim cái số tiền là 11.400.000, gồm có là cô Lan Ly ủng hộ 100 đô, chị Tâm ủng hộ 200 đô, chị Thiên ủng hộ 100 đô và chú Sáng Ung ở New York ủng hộ 2 triệu để nấu cơm. Hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm 2022 và lát xíu sẽ phát tại bệnh viện là Phạm Ngọc Thạch. Đây các cô chú cũng vẫn đang bỏ chuối rồi canh vào từng các cái bao xốp. Đó là những cái khẩu phần ăn đó các bạn. Nhóm cô Kim thì rất nhiều Phật tử, mọi người thì nhiệt tình. Tuy nhiên thì các Phật tử do đều lớn tuổi, thu nhập chủ yếu từ lương hưu nên là cũng có phụ giúp thêm, nhưng mà đa số là giúp lấy công. Còn về kinh phí thì không có mạnh như là những bếp cơm khác. Bên đây thì các cô chú đang chia tiếp những các cái phần cơm bỏ vào trong hộp. Còn qua bên kia thì bỏ thêm chuối, đồ ăn rồi. Lực lượng rất là hùng hậu. Chào cô. Chào Đinh Dương, cô Sài Gòn Ngày Nay. Dạ thưa cô, hôm nay là ngày 28 tháng 7. Thì hôm trước cũng có phát cái video clip
bếp cơm của cô nấu cơm đó, nhưng mà thấy cái tài chính còn eo hẹp và người nhiều, mà cái số lượng phần ăn thì được ít, nên là hôm nay thì có thêm một số mạnh thường quân gửi để phụ giúp cô. Thì con xin gửi cô cái số tiền đây, cô đếm giúp con là 11.400.000. Số tiền này của cô Chi Lan Ly ủng hộ 100 đô, chị Tâm ủng hộ 200 đô, chị Thiên ủng hộ 100 đô, chú Sáng Ung ở New York ủng hộ 200 đô, thì đô đổi là được 9.400.000 và 2.000.000 là 11.400.000. Thì xin gửi cô để phụ thêm cái buổi nấu cơm ngày 28 tháng 7 năm 2022 phát tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Cô chào Tiến Dương, con sẽ gọi nay chào hết quý vị mình Vương đã ủng hộ cái bếp cơm hôm nay. Thì qua đây cũng không biết nói gì hơn là cảm ơn hết tất cả anh chị đã gửi cho Tiến Dương cái số tiền này để cho nhóm Từ Thiện Hoa mình thực hiện một bữa cơm hôm nay cho bệnh nhân Thạch. Thì qua đây không biết nói gì hơn là cảm ơn hết tất cả các anh chị, chúc cho các anh chị một có sức khỏe dồi dào, làm ăn được thuận lợi hơn nha. Cảm ơn rất là nhiều luôn, cảm ơn Tiến Dương. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Cô có thể cho biết thêm là ngày hôm nay thì cô phát thức ăn, cô phát cái gì và khoảng bao nhiêu phần thưa cô? Hôm nay á, thì mình tại vì nhóm mình đi đó là có phát phiếu trước. Vâng. Thành ra nó có thuận lợi hết, khi người ta có cái gì người ta sẽ góp ý với nhóm Người Hiểu Hoa mình. Thì có một số người nhà của bệnh nhân á, nặng á, thì ta nói cô thì biết là cô nấu đồ chay rồi, nhưng mà xin thêm một số nữa, tại có người ta không ăn chay đó mà ta bệnh nặng đó. Vâng. Thì cô cũng thể là cho cái một số sức đồ mặn đó để bồi dưỡng thêm cho nó có sức khỏe, tại vì uống thuốc á. Dạ. Uống thuốc đó rất là nặng luôn. Dạ. Thì qua những cái lời mà phản ảnh như vậy đó, góp ý như vậy đó, thì những người theo qua thấy cũng đúng đi. Thì trong đó cũng có số ăn chay, có số không ăn chay. Thì từ đây sắp tới mình sẽ nấu làm hai phần, một phần chay, một phần mặn. Thí dụ mình vô mình phát phiếu ai ăn chay thì mình phát phiếu chay. Dạ. Còn ai ăn mặn thì mình phát phiếu mặn. Dạ. Thì đây cũng là một cái mà góp ý rất là chân thật. Thì mình thấy đúng thì thôi mình cũng thực hiện để cho bệnh nhân người ta vui vẻ và có một suất ăn lành mạnh, cơ thể hơn, bồi dưỡng cơ thể hơn nữa. Thì mình cũng giải trình với tất cả quý vị như vậy, cũng mong là quý vị thông cảm. Tại vì hồi nào giờ mình nấu được chay không à, nhưng mà do cái sự góp ý như vậy thì mình thấy thôi thuận theo chúng sanh đi đó, nó vui vẻ là được rồi. Cũng mong là quý vị quan hỷ nha. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Dạ, dạ. Bây giờ cơm cũng đã làm xong, thì đây là những cái suất ăn. Lát thì xe ba gác tới thì sẽ bỏ lên để chở tới bệnh viện. Và ngày hôm nay đó thì Tuấn Dương sẽ còn mua vé số ủng hộ cũng như là biếu tiền cho anh Đạt để giúp đỡ anh bớt khó khăn. Anh Đạt hôm trước thì Tuấn Dương cũng mới sử dụng cái số tiền của ông bà Khâu Lưu để tặng anh một cái chiếc xe lăn. Hôm nay thì có người đẹp Huyền Trinh sẽ gửi tặng anh một chút tiền và mua hết vé số. Đây, anh Đạt đang lăn cái xe đến về phía chúng ta đây. Để sát xe vô sát đây anh Đạt. Ra đây sát cho để chị anh lấy cho. Để sát sát vô sát luôn. Để xe sát vô, để xe sát vô. Sát vô lề. Xe này lúc này chạy ngon chưa? Dạ được anh, cảm ơn anh. Rồi. Anh bỏ khẩu trang ra. Có mệt không? Mệt. Hôm nay lấy bao nhiêu vé anh? 200. Tổng là 200 vé.
Tất cả đây là 200 vé à? 200 vé là bán hết là nhiêu vé? Bán hết là nhiêu vé? Bán hết là được nhiêu tiền? Dạ, 220. À, được 220. Coi như là còn tiền vốn này bao nhiêu tiền? Tiền vốn này, tiền vé, 200 vé là nhiêu tiền? Mấy? Hai chục mấy á. À. Coi là bây giờ ở đây còn bao nhiêu vé, cứ mỗi một vé này là nhiêu tiền? Dạ, một vé 10.000. Mà tất cả chỗ này còn bao nhiêu vé? Em không biết nữa. Đi anh đếm đi. Bộ hái luôn. Dạ, đếm đi, nếu mà còn đủ tiền thì mua hết. Anh này 300 mấy vé. Sao anh bảo 200? Em nói lộn. À. Bây giờ nói lộn nữa. Vậy thì thôi, bây giờ anh đếm cho 100 vé đi. À, lấy cái nào cũng lấy nhá. Mỗi thứ vài tờ. Bây giờ có mấy đầu số? Đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Mỗi thứ lấy 5 vé đi. Mỗi thứ lấy 4 vé đi, mỗi thứ lấy 4 vé. 4 vé à? À. Anh Đạt là bị mất hai chân, nuôi mẹ bị tai biến, và bản thân anh thì cũng bị cái bệnh về đường tiểu, nên là phải cắm cái ống thông tiểu vô để cho nước tiểu nó chảy ra ngoài. Hàng tuần thì đi bệnh viện. Đấy. Anh ở chung cư Tuệ Tĩnh. Rất nhiều đầu số. Tại bơm nước, mua xe máy hư cũ, mua màn hình vi tính. Đây trên cái này thì anh làm từng cái kẹp bắt vít rồi, sau đó giật cái vé số này ra. Đó, ở đây thì bán vé Tây Ninh này, toàn vé Tây Ninh, vé An Giang. Có lấy này không? Có, lấy đủ hết đi. Cái đếm xong rồi bỏ xuống dưới, cứ để xuống dưới này, cứ để xuống đây. Bốn tờ, mỗi loại 4 tờ. Ba,
bỏ cái sấp đếm được rồi xuống. Đến 6-7 đấy đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 là 116 vé. 116 vé là nhiêu? Là 1.160.000 đúng không? Anh nói sao em vậy chứ em đâu biết tính. Không, 10 vé là 100.000, 100 vé là 1.000.000. Còn 16 vé nữa là 1.160.000. Đếm chưa? Chưa. Dạ cô cứ đếm đi ạ. Bữa nay anh đạt hơn được. Đây là bây giờ đầu, 1.116.000 1.160.000 Phượng lấy 4 vé nữa cho đủ 1.200.000 đi. 4 vé. Phượng lấy đấy tặng em 4 vé em tự chọn. Rồi, cảm ơn anh Tấn Dương nhiều nha. Anh Tấn Dương mua nhiều quá đó giờ anh đạm anh bán chưa bao giờ ai mua nhiều vậy nên ảnh đổ mồ hôi luôn kìa anh. Là các vui anh muốn Tấn Dương rất là nhiều. Phượng cất cái đấy đi, Phượng cái vé số này Phượng chia mỗi người rút ra 2 tấm đi cho. Anh đặt ổ mồ hôi quá trời luôn anh ơi. Trước giờ bán chưa bao giờ được người ta mua vậy anh nè. Ờ cái cổ kìa. Coi là một ngày mà vé số là 300 tờ lời 300.000 à? Dạ, dạ đúng rồi. Ăn khô thế. Nó tính là 10% đó. Về. 1.200.000 đúng rồi, 1.460.000 đúng rồi. Rồi là với 4 nữa là 1.200.000. 1.200.000 đúng rồi. À 1.200.000. Đây 1.200.000 mà sẽ gửi anh là 1.200.000 tiền vé số với 300 tiền lời nữa nhá, là biếu anh thêm 300.000. Tổng là 1.500.000. Số tiền này của cô Huyền Trinh ở Mỹ. Cô thương anh nên là cô ấy gửi tặng anh. Rồi nói cảm ơn người đẹp Huyền Trinh nào. Cảm ơn người đẹp Huyền Trinh. Anh nói to rõ ràng cho người đẹp nghe. Người đẹp tối nay dễ ngủ. Người đẹp Huyền Trinh à. Huyền Trinh. Huyền Trinh à. À rồi. Rồi anh có vui không? Vui. À rồi thôi đi đi, đi bán đi anh. Dạ. Đây nhờ Phượng phát biếu mỗi cô chú 2 tờ. Phượng ơi cứ tặng đi Phượng ơi, không cần phải xếp hàng đâu, Phượng tặng đi. Biếu mỗi cô chú 2 tờ cho cô chú lựa. 4 tỷ. Dạ dạ. 4 tỷ. Mong các cô chú trúng vé số để cảm ơn Tấn Dương đã tài trợ cho được 4 tỷ. Dạ. Phải trúng mới được lãnh được. Dạ 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 dạ. Cái này con mua dùm thôi ạ. Dạ. Vâng. Dạ, dạ gửi tặng mấy cô chú ạ, biếu mấy cô chú. Dạ. Cảm ơn nhà mình luôn. Nhắc nhau rồi. Chiều nay anh số 192388 đó. Chú đặc biệt đó anh biết là tụi anh đi đi rảnh nha. Người giúp nhiều tiền này nọ. Phạm Ngọc Thạch với lại Nhi Đồng 2. Dạ. 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 Còn rồi rồi.
đây bây giờ ngoài việc xếp cơm đó thì các cô chú để lên trên cái bội này để chuẩn bị đi lên trên bệnh viện. Rồi các cô chú anh chị đang xếp để bỏ lên. Làm người tốt thì dễ, làm người tốt khó lắm, nhưng ráng làm người tốt đi. Đây giờ đang bỏ cơm lên, xếp lên theo thứ tự thế để lát xíu phát cho nó dễ dàng hơn các bạn ạ. Ngày xưa đó thì nhóm có cái xe tải thì có cái mui, nếu mà trời mưa thì không có sợ bị ướt cơm. Nhưng mà lúc này nếu mà mưa thì lấy cái bạt đậy lại, nó hơi bất tiện một chút thôi. Rồi, xin gửi em. Chú Vân này chưa hát một đoạn nào chú Vân nhỉ? Nay có bài nào tặng người đẹp Huyền Trinh nhỉ? Đó. Rồi. Dạ. Bài hát Nợ Trần Vương Ma. Dạ rồi. Ta là cát bụi giữa đời trầm luân, sinh tử biệt ly vô thường dịp người. Đời như một áng mây bay, mà ta nào biết nào hay, sao cứ mãi gây hận thù lấy. Cớ sao ta lại sống lừa gạt nhau, toan tính tình thâm vì một chữ tiền. Giàu nghèo rồi cũng như nhau, hơn thua và bạc bẽo nóng sâu. Mai kia thác mang được gì đâu. Đời như chiếc lá vô cuốn bay về xa, cuộc sống mong manh sao cứ mãi tranh giành, sao cứ dối lừa gạt gẫm điêu hoa. Đời là bề khốn, mấy ai biết người ơi. Ta hãy yêu thương trong cõi tạm vô thường, cho kiếp hồng trần con người bớt khổ đau, để mãi cuộc đời không khổ sầu vì nhau. Bánh xe luân hồi như ngàn lời khuyên, ta hãy yêu thương chia sớt nguồn thiện. Đừng nên chua chát mặn môi, cho đi là còn mãi mà thôi. Ai cũng về cát bụi trùng khơi, cho đi là còn mãi người ơi. Ai cũng về cát bụi trùng khơi. Rồi, con cảm ơn chú. Dạ. Ở đây các bạn ơi, mấy cô chú còn chở cơm đi phát ở những cái chỗ khác, chở xe gắn máy đi để phát ở những cái điểm khác, vì là phân chia ra. Ngoài việc phát ở bệnh viện nữa thì còn phát ở những các cái chỗ khác, phát cho một số người có hoàn cảnh khó khăn thì cô chú có xe gắn máy sẽ chở đi. Bây giờ mình sẽ lên trên bệnh viện nhé. Thưa các cô bác anh chị, ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, chuẩn bị để phát cơm. Hôm nay thì cũng có nhìn thấy một em này thì đi bằng hai cái chân, đi bằng hai cái đầu gối,
đi bán vé số. Chào người đẹp, nhớ anh không? À. Đây bán được nhiêu tờ rồi? Lấy cho anh 10 tờ. 5 tờ đó, 5 tờ đó. Kèm chút nha. À, ừ. Tờ 25 thôi. Tên gì nhỉ, quên rồi. Dạ, gái. Giờ lấy cho anh 10 tờ, còn lại cho em 400 ngàn. Tổng cộng đây là 500 ngàn nhé. Cái số tiền này của chị Huyền Trinh ở Mỹ, chị ý gửi tặng nha. Đây 10 tờ đúng không? Dạ, 10 tờ. Ờ đấy, em được cầm 500 ngàn. Dạ, em cảm ơn. Rồi. Chị cô... Huyền Trinh. Cảm ơn chị Huyền Trinh. Mặc xuống cho tôi thấy. Rồi. Rồi, cảm ơn em. Không, em này giúp nhiều lần rồi, biết rồi. Rồi, cho em đi đi. Dạ. Em gái bán vé số. Ở đây đang là cổng của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Bây giờ mình sẽ đi qua để coi phát cơm. Bây giờ xe cơm đang chuẩn bị tới. Thì hồi nãy cũng có mua vé số và ủng hộ cho anh Đạt. Số tiền là 1,5 triệu. Giờ 500 ngàn nữa à, thì cô Huyền Trinh này có nói là lúc nào gặp ai khó khăn thì giúp đỡ, thì mua ủng hộ một chút. Rồi đây mình sẽ đi ra cái điểm phát cơm này. Đây xe cơm tới rồi nè các bạn này. Đi lên trên này. Rồi hết rồi, cứ lùi xe lên đi ạ. Đây xe cơm sẽ lên nhé các bạn, xe cơm sẽ lùi từ ngoài kia lại. Rồi lùi lại rồi. Rồi nữa đi, rồi đi, rồi. Không cho đẩy, không cho đẩy. Không cho đẩy. À, bây giờ sẽ bố trí người thu phiếu, rồi người phát cơm. Đây các cô chú đã từ đã. Đây các bạn thấy là các cô chú đứng làm ba hàng. Ok, người ta vui. Đây người ta khó lắm. Bọn con ngày xưa phát nước người ta không cho phát. Người ta kêu phát nước là người ta không bán được. Người ta không cho phát. Không cho là người ta ra người ta kiếm chuyện với mình đấy. Mấy người này ghê gớm lắm.
không ý là mình nói không có tình người. Dạ dạ. Người ta đây ta cũng có tình người ta đi cho chứ bộ ta gì ta lợi ích sao. Mà mấy người này lát xíu còn vào giật 2-3 phần đấy. Mà mình nói họ gây khó khăn cho mình ấy. Vậy thôi. Dạ. Ta có tâm thì mình cũng có tâm một chút. Cái này ta cũng cho anh thẳng như ta vô ta dành ta bán vâng, mình vâng. Thì mình nói. Trước là cho nước ấy là người ta ra ta bảo là phát nước là chúng tôi không bán được, không dám cho. Về sau mình phải cho nước ngọt. Đấy, bảo là nước lọc là không dám cho. Người ta nói giờ thì chở tới đây lỡ rồi thôi lỡ cho bữa nay đi. Gì thì ai cũng gì cuộc sống. Dạ. Người ta làm phước đây là từ đây. Ấu cha là ưu tiên người đi đi lỡ cảnh thôi nha. Không có phát thành phần nha. Chỉ là ưu tiên người phát thôi. Người đi được phát được thôi nha. Cái đội ha. Không phải là đóng phần, đóng phần của con cha đâu nha. Có đủ. Đó bà Thiên mới nói vậy mà nghe vậy nha. Đây xin mời cô bác anh chị coi để không biết là có đủ hay không vì phát ở ngoài trời. Hôm qua thì phát phiếu rồi nhưng mà sau khi phát phiếu thì lại còn có nhiều người không có phiếu cũng vẫn cứ đứng ở ngoài này để đợi nhận cơm nên là cũng không biết như thế nào cả, không biết có đủ hay không. À, mấy chị ơi, chị có phiếu không thì đứng vào hàng giúp em đi. Không có phiếu thì mình đứng cuối hàng giúp em đi ạ. Chứ mình đứng trên ngang thế tụi em không có phát được ạ. Dạ làm sao đây chị ơi. À, ông chú làm này sao đi, cái này phải có phiếu mới chú được. Chú có phiếu không chú? Dạ làm sao đây chú làm. Rồi chị gái ơi, đi qua giúp em. Dạ 4 nha, 2. Rồi 4 nha. Đây có phiếu, dạ có phiếu. Rồi qua nhận khẩu trang đi. Cho hai trái đi. Cô không được cô. Cảm đi cô. Hai phần mặn nè. Dạ làm sao chị ơi. Đây đều phát phiếu này các bạn ơi. Em gái ơi, đây là phát phiếu. Từ từ sẽ có người nhận phiếu. Từ từ chờ đi. Thôi mà 11 Phượng ơi. Em nãy ở đâu ra vậy? Chơi ra sao anh ơi? Con nãy đứng đây mà. À lấy được rồi. Rồi cô này hộp nè. Rồi một phiếu thôi. Rồi một. Từ từ cô. Một phiếu anh này. Rồi con này một phiếu luôn. Một phiếu luôn. Rồi một phiếu. Rồi mấy lấy không ha? Sao chị ơi? Một luôn. Rồi một luôn. Dòng ra sao em đi chị? Từ từ mấy vừa. Mấy dòng ra sao? Chín. 9 phiếu cho con, cái này 9 phiếu cơm. Để con để lấy cơm trước đi rồi chiếc xuống đây phụ bác con bác con đang nè. Dạ vô cho nó ba bốn cái gì đi Út ơi. 2 phiếu. Mấy phiếu mà. Ba mặn ba dây. Rồi ba mặn không? Ba mặn không? Rồi ba mặn thêm không thêm phần mặn nữa. Hai mặn ba. Hai phần mặn ba mặn. Hai phần. Nó la lên đi chứ không lớn. Dạ chứ người ta đem phiếu vào đây chứ lấy. Đi còn lớn. Ngày mai chưa chưa phát phiếu nữa, ngày mai có. Phiếu nữa. Em cứ đứng vào cuối hàng để có dư thì phát. Đừng đứng gần đấy em. Cẩn thận. Chú ơi đứng ra ngoài chú. Không ra ngoài. Chú đi ra ngoài chú. Chú đi ra ngoài đừng đứng vào gần đấy con. Chú của bọn con. Đây bên này các bạn ơi thì quá trời đông người luôn này. Cơm thì không biết có đủ để phát cho tất cả hay không. Đây thì hôm nay cô vừa phát cơm mặn, vừa phát cả cơm chay nữa. Chú này một cái nữa. Rồi chị dòng ra lấy. Rồi.
mình lấy xong rồi đi vào đi mấy cô chú ơi. Đây một người phát thêm cả đây đồ chay đồ mặn khẩu trang. Rồi các chú này do cái không có cái thùng xe cao đó là thỉnh thoảng nhiều người bên ngoài cứ thò tay là bốc lấy thì cũng làm cái số lượng cơm nó bị xê dịch đi, nhiều khi không có tay mà không có mắt mà quản lý được các bạn ạ. Từ 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 không được có phiếu, tại vì nó có đủ phiếu là xin thêm, không xin thêm xin thêm thì người sau có ba nè, ba nè. Chuẩn bị sẽ phát đến những người không có phiếu.
không có thiếu thì vô đây chấp hàng đây là hồi tới đó. Bây giờ phát không phiếu nè. Bây giờ là đến những người không có phiếu nữa mà. Không có phiếu cũng vẫn phát. Không nổi nè ông. Đi sau mà cứ chen lên trước. Rồi đi như này nha. Cô ơi, cô không có phiếu, cô xếp hàng cuối hàng kia, người ta cho cô đứng chặn đầu thì không có đâu cô. Cô xếp hàng đứng cuối hàng đi ạ. À. Có là người ta cho. Rất là mệt mỏi. Có cơm mặn rồi thì thôi. Cho bà cụ bác ăn cơm chay cho xin thần bà cụ. Có cơm mặn rồi để cho người thấy sau. Mỗi người một phần thôi. Cái này là có phiếu với lận. Mỗi người một phần thôi. Một người một phần. Đúng rồi, mỗi người một phần đi vào đi chú. Chia sẻ yêu thương đi. Trời ơi. Giữa chợ này phức tạp lắm. Xin mời, xin cảm ơn. Một phần đi cô bác ơi, nhường cho người thấy sao. Tới, mình lãnh xong rồi mình bước ra để cho người khác ta đi bước tới. Rồi, khẩu trang, đeo vô cho nó an toàn. Như vậy thì rất là tuần tự nha các bạn. Tuấn Dương xin cảm ơn cô Chi Lan Ly ủng hộ 100 đô, chị Tâm ủng hộ 200 đô, chị Thiên ủng hộ 100 đô, chú Sáng Ung ủng hộ 2 triệu để phát những cái phần cơm này ngày 28 tháng 7 năm 2022. Số lượng vẫn còn khá nhiều. Khẩu trang, đây hàng trăm người đứng không có phiếu xếp hàng. Hả? Chơi hả? Chơi qua đây lạnh đây nhưng mà đều một phần thôi. Rồi, lạnh khẩu trang. Thôi một phần thôi, lấy nhiều quá thì sao không có. Đây, nè. Rồi. Cô đứng ra xếp hàng đi kìa cô. Mà có rồi thì tôi đi vào đi cô. Cô có rồi cô đi vào đi cô. Đừng đứng rồi. Hãy dư cô xin thần cơm chay. Không có dư đâu, còn đông người quá cô. Đông người đang sợ không đủ rồi. Dạ. Không có đủ đâu cô. Rồi, tháng luôn phải không? Ừ. Đây. Chạy mặt phát luôn. Rồi cô bác có rồi đi vào dùng đi ạ. Để cho người tới sau tới lấy. Rồi để phát đi, khẩu trang đi. Rồi đây. Khẩu trang. Đây toàn người. Rồi khẩu trang. Xếp hàng và không có phiếu. Khá dài. Hết cơm thì đâu đó còn mấy người nữa. Rồi hết cơm rồi cô bác ra lấy khẩu trang. Rồi không còn hộp nào luôn. Tức là thông thường nhóm sẽ phát là một số lượng là có phiếu và một số là không có phiếu. Có phiếu thì chắc chắn là có cơm và có phần có 100 phần. Cái số lượng không có phiếu thì vẫn được nhận cơm. Thì cô còn cái phần cơm không này. Cơm không. Đây là cơm không nha bạn. Cơm không nè. Ngon chú ơi. Trời ơi, có phiếu mà ra trễ đi. Đã trễ quá chị. Đó, lấy cơm không mà, lấy cơm không đi. Có phiếu mà ra trễ quá. Hết rồi. Đây các bạn ơi, còn khẩu trang. Rất là nhiều người còn
lại để nhận cơm mà hết rồi, không còn nữa. Trời ơi, trời ơi, chào cổng chào. Nay là khoảng bao nhiêu phần đấy cô? 350 hơn. À, dạ. 350 hơn thôi chứ không có chính xác. Dạ, dạ, dạ. Rồi bây giờ xe ba gác sẽ đi về các bạn. Lên giá 200, 150 ta lên giá 200 một lượt. Xăng hạ giá mà. Đây đây. Có cơm đâu mà hoàng chi. Ủa bây giờ khẩu trang nhóm mang tới này. Không có cơm đâu mà hoàng. Rồi xong. Hết cơm rồi cô, hết cơm rồi. Dạ hết rồi. Hết rồi cô. Rồi cơm đâu mà rồi, cơm đem lên đây. Rồi hết luôn. Rồi xin hết đường đi luôn. Rồi xin hẹn gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo. Tuấn Dương xin chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Mình đang có mặt ở số 120 đường Hồng Bàng. Đây là một cái cổng của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Thì đây có rất nhiều cổng, nhưng mà đây là một trong số những cái cổng ra vào. Thì ngày hôm nay Tuấn Dương tới để hỏi thăm Hoa hậu về chưa. Rồi Hoa hậu đang ăn gì đấy? Trời ơi Hoa hậu ngồi đây. Đó rồi, được rồi, bà ngồi đi. Bà vào từ tháng mấy? À, thôi bỏ khẩu trang được, đâu có dịch đâu mà sợ. Vâng. Là hôm nay là đi tháng 7 rồi. Bao nhiêu được, bao nhiêu lâu rồi? Được tháng chưa bà? Hơn rồi. Hơn tháng rồi. À. Rồi bà về đấy tình hình ở nhà như thế nào? Dạ. Thì sức khỏe bà sao? Mỗi ngày một yếu. Dạ. Nó sưng bên đây á, chỗ này á. À, nó hơi sưng ra. Đỡ. À. Còn bây giờ thì có thuê phòng trọ hay là vẫn... Phòng trọ vừa rồi bà vào thì ở một mình để phòng trọ. À, vậy thì bây giờ lại ở đâu? Ở Linh Tinh nhá. Rồi. Sao con tưởng là đợt vừa rồi về thì ở nhà luôn. Ấy định ở nhà đấy. Nhưng mà rồi bực mình như này đi. Ôi giời, thôi bây giờ bực mình làm chi nữa. Lâu nó không ngoan con ạ. Ừ. Vậy là năm nay bà bao nhiêu nhỉ? 82 á. 82 là bà sinh năm 39. Sinh năm 39. Vậy là năm nay 84 tuổi rồi. Vậy là bà còn nhiều tuổi hơn bà Hà Điếc à? Đó, bà sinh năm 39. À, sinh năm 1939. Bà phải tóc mật ra. À, thế ạ. À, thế ạ. À. Lúc này cuộc sống của bà sao? Thì nó cũng tạm ổn thôi con. À. Trước cái nào thì bây giờ bà vẫn cứ thế, không có gì thay đổi vậy. Vâng. À. Rồi bà cứ ở đây thì chừng nào mới bác phải hết năm. Hết năm. Tháng năm có khi khổ đào con. À, coi là ở đây thêm năm nữa. Coi đến Tết là về luôn. Qua Tết. Qua Tết đến giỗ là bà về luôn à? Là lúc đấy muốn gặp bà là không gặp được, là về Thái Bình à? Về Thái Bình, về năm đấy. Mà bà về thì bà định về Thái Bình hay Nam Định? Bà định về Thái Bình. Quê chồng thì ở Nam Định. À. Bà về quê để ăn. Nhưng mà ở đấy thì giờ còn ai? Còn cháu chắc còn. À, ở với các cháu. Thế rồi ở đây thì sáng là bà cứ ngồi ở đây rồi chiều đi vòng vòng. Ý là bà đi, mà qua 12 giờ thì bà đi. À. Bà đi đến 6 giờ tối. Vâng.
nhiều thì đi bán, vâng, ít thì cứ đi lòng vòng. À, trước là tại sao mà bà hay ngồi đi, trước là bà làm thuê cái công viên này này, con à, này trước bà làm thuê, vâng, thân chưa bị gãy á, là bà làm thuê ở đây này, vâng, sau khi mà gãy chân là thôi người ta không thuê mình nữa, làm sao được nữa, vâng. Nói hôm nay con gặp bà ở đây để giúp bà một chút. Có hai cô, một cô là cô Huyền Trinh thì sẽ biếu bà 500 ngàn, cô Vân nữa ở Mỹ thì cũng sẽ biếu bà 500 ngàn nữa, thì con sẽ gửi biếu bà là 1 triệu để phụ thêm với bà cái chi phí sinh hoạt. Dạ. Xin cảm ơn bà nha, cảm ơn tất cả nhiều. Dạ. Rồi, con chúc bà nhiều sức khỏe nhá. Cảm ơn con. Vâng, để hy vọng không biết là năm nay bà Hà về có còn gặp bà không, chứ sang năm. Năm mới về, không mà năm nay có về đâu. À, thế à. Tết còn gặp bà nhiều. À, thế ạ. À. Dạ, vâng. Rồi, thế chúc bà sức khỏe nhá, con đi. Dạ. Chúc các bà luôn luôn mạnh khỏe nhá. Dạ, rồi. Dạ. Khi mà thấy trao tiền đó thì mình cũng phải len lén, vì ở đây thì có rất là nhiều người bụi đời cũng có, nghiện hút cũng có. Nhiều khi trao tiền giữa chợ này cũng thấy thực sự là hơi nguy hiểm cho bà. Thôi hy vọng là mọi việc sẽ tốt đẹp. Nhiều khi trao tiền mà cứ phải len lén nha các bạn, chứ không có nghiện hút ở kế bên đây. Nó dí kim tiêm vào một cái thì thôi, nó có tiền bao nhiêu cũng phải đưa cho nó. Đây đang là cái khúc đường Hồng Bàng. Ở phía giữa này có một cái hành lang và công viên cũng khá là rộng để cho mọi người nghỉ ngơi. Thì bà thường hay ngồi ở khúc công viên này để nghỉ, sau đó 12 giờ thì bà sẽ đi. Còn ban đêm thì thường là cứ gặp chỗ nào thì bà ngủ chỗ đó.